sim đúng không? Nè cháy nè. Trời ơi, dính cá he luôn nè mọi người. Trời trời, cá he nè. Đây con này cá chim nè, lâu lắm mới gặp luôn nè. Ôi ôi. Kéo. Bây giờ thái với bé cà chua. Bé cà chua mở luôn hả? Mở luôn. Giờ thấy nè. Quên. Thêm con đi chứ, như đây sợ không đủ ăn á. Hello mọi người, thì bây giờ Trinh mới vừa rửa cá xong đó mọi người. Bây giờ Thái với Trinh sẽ bắt đầu nướng cá mọi người. Thì cái lò của Thái nè mọi người. Cái lò của Thái hiện tại bây giờ đang có cá này, mình nướng trực tiếp trên lửa ngọn luôn ha. Nè được mấy con nè mọi người. Như đây chắc ba người ăn đủ ha. Rồi, cá he ngon. Cá he mà mình nướng mọi cái này nhìn ngon lắm luôn á. Trong giỏ sách đó con. Trong giỏ sách á. Trong giỏ sách đó đó. Không phải. Nè ông ơi, đũa đũa gì mà không thấy nữa. Cái con mạnh lắm, em đập phải mạnh lắm mới được. Cá hiện tại bây giờ nó đang có mùi thơm nha mọi người. Sớm giờ nướng cái này nó hơi thơm thơm nè. Được khoảng 50% rồi nha. Tí nữa thì cá này Thái Trinh sẽ bắt đầu lấy muối nha mọi người. Muối ớt á, bắt đầu nặn chanh vô ha, bắt đầu ăn cơm ha, là tét nách nha mọi người. Thì bây giờ Thái với bé cà chua. Bé cà chua đâu rồi? Bây giờ Thái với bé cà chua bắt đầu đi hái lá chuối nha mọi người. Để một hồi nữa khi mà cá Thái nướng nó chín á, cái bắt đầu mình để lên lá chuối nha. Ồ, đây dừa nhóc trơn mọi người. Nhưng mà dừa này của người ta nghe, chứ không phải của mình nghe. Uống là người ta chửi chết á. Quá trời, ở đây chuối luôn mọi người. Chuối nè. Nè, cho chặt cái lá chuối này, cà chua cầm nha. Cầm cái lá ở đây. Nè. Cầm lá này. Rồi, đem về. Có một cái lá chuối nữa. Ok, bây giờ thấy với bé cà chua sẽ bắt đầu về nướng cá nha mọi người. Về để cá lên với lột. Đợi cây dơ. Quá trời đồ đạc câu cá để tịnh le cho mọi người. Tí nữa thì sẽ ăn ở đây nha. Thôi em đem cho mẹ đi, để cá lên luôn. Tí nữa ăn xong bắt đầu Thái Trinh sẽ bắt đầu tiếp tục câu cá dưới đây nha mọi người. Ừ, để lên luôn đi. Chín chưa? Ê bạn, cá này ăn là mới mất rồi viền mấy bạn. Ôi trời, cái gô mập lù luôn, nó vàng khè luôn mọi người. Nãy giờ nó chảy mỡ luôn á. Chảy mỡ luôn ha. Ừ, quá trời. Chảy mỡ luôn. Đặng cho cái dãy của nó giòn á. Cà chua con bớt cơm nha cà chua. Bây giờ thì cà chua sẽ bớt cơm, đem 3 chén cơm bỏ bên cái chỗ đó nha. Thì chỗ này sớm này Thái mới chặt mấy cái lá chuối nè mọi người. Thái sẽ lót. Tí nữa thì Thái Trinh sẽ cùng nhau ăn cơm ngay tại đó nha. Bây giờ thì bé cà chua sẽ bớt cơm nha. Còn cha thì lấy nước chấm nha mọi người. Sớm đem theo nè. Đem theo một bịch muối ớt mọi người. Muối ớt nha. Với lại chanh. Như là dưa leo nè, xem có dưa leo đúng không? Đây. Rau dưa leo. Ok. Hình như là nó có mùi thơm em ơi. Hello. Hello mọi người nha, hiện tại bây giờ cá đã chín nha mọi người. Nhìn hấp dẫn ghê không? Đó. Rồi dọn ra luôn bà con ơi. Rồi ok, dọn ra đi. Nhìn hấp dẫn quá ta. Sớm này em đem một miếng ớt nè, nhớ đem có chanh bỏ trong cái vỏ nó mà sao không thấy chanh ta.
Còn này là rau sống nha mọi người. Này thì dưa leo nha. Dưa leo với lại salad. Lại rau gấp cá nha mọi người. Rồi ok. Khó quá. Khó quá. Đi xa. Để mày đốt làm cho nó đốt. Quá trời khói rồi. Ồ, cái gô nhìn hấp dẫn rồi mọi người. Nè. Thơm. Ok mọi người nha, thì cái gô đã chín nha mọi người. Cái gô này nó mập lù luôn á. Chín cho ta hơi sống sống ta. Rồi chín rồi. Ra khói luôn nè mọi người. Cái gô mập rồi chú ơi. Này để chơi gỡ cá cho cà chua ăn nha. Nè mọi người. Ra khói nè. Ồ nóng. Còn đó nó chưa chín. Nè ta đút nè. No. Cái muối ớt, cái sợi chó ăn thì ớt nha mọi người. Quên ngon rồi, thật ngọt. Nghe khói nè. Có vẻ hơi cháy nắng đúng không? Ngon thì sao bạn? Ngon quá mọi người ơi. Sao bạn gà chưa? Quay gần lại, quay gần lại. Đào quay lên. Ngon. Cái gô này phải ăn phải cẩn thận mọi người, không còn mất xương. Làm trái dưa leo nữa. Vậy đó, dục vô trong đó vậy đó. Này thiếu xì rượu quá chú. Chấm đi quên. Nghe chó. Để lúc đó. Để lên nó ra cho nó ăn. Chấp hợp với gì ra cho nó ngon nè cho. Quá trời nóng. Lên khói rồi. Không nếm ra mà bự á. Nhỏ lắm, chắc không cầm được. Có xíu thì sao ăn được? Cứng nè. Nhóm sasabi quá à. Cá là chưa câu ra, quá ăn có khó ăn gì vậy. Thôi, ăn cơm thôi. Ừ. Vậy sao ăn? Đũa con đâu? Đũa con đâu? Lấy đũa của mẹ kìa ăn đi. Tới trên ăn nha mọi người. Em là cho sữa cá he nha. Rồi nhìn hấp dẫn chưa? Con cá he của con đâu? Cá he của con. Ủa lộn, con cá he của con đâu? Cà chua ăn cá nhỏ xíu hả? Cà chua ăn cái gô nè, ngon là cà chua. Khi mẹ gỡ cái gô cho con ăn. Có điện xương nha. Và cái gô cá he thịt nó ngon nè, thịt nó thơm lắm đó. Nó béo. À. Dẫn vô. Rồi, chấm. Ngon không? Ngon không? Mời mọi người. Rồi hấp chưa? Xuất sắc. Ngon không? Cà chua. Cà chua ngồi ăn. Ngon rồi chưa? Ngon.
Ok mọi người nghe, thì đây là bãi chiến trường vừa mới ăn xong nha mọi người, nguyên đống xương luôn. Thì bây giờ thấy Trinh sẽ dọn dẹp chỗ này nha. Dọn dẹp chỗ này xong thì bắt đầu lại đằng cái bụi nó đó mọi người, xả mồi câu nha. Rồi dẹp đi bạn. Sung sướng quá bạn. Chứ sao, chứ nãy giờ ai là người bài? Mình bài, mình bài thì bạn dẹp chứ. Nhử cá lại ha. Rồi đem đem đó là nhử cá đúng bài luôn đó. Đổ ngay đâu? Câu ngay đâu? Câu lỗ nào? Câu lỗ bên đó luôn hả? Sớm này gà chua nó dính, nó xảy cái chỗ này rồi mọi người. Cá bành kia luôn. Nè mấy cái miếng này, mấy miếng đầu dừa này dục xuống đây luôn đi. Rồi ok, bây giờ dọn dẹp xong mọi người. Thì bây giờ hái Trinh sẽ qua đó câu nha. Thì do hiện tại bây giờ trời nắng quá nắng mọi người ơi. Trinh sẽ câu đây nha. Cho nó mát. Chiều chiều mát mát á thì Thái sẽ đi dài dài theo con đường này nè mọi người. Đi lại lần kia câu tiếp nha. Hồi sớm này dính có mấy con mà nắng quá trời nắng cho nên thấy đi về luôn. Hiện tại thì bây giờ Trinh sẽ câu bên đó nha mọi người. Trời dính cá luôn kìa. Ghê á. Quá ngon. Trời 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 trời. Trời trời mới bỏ xuống ba tấc luôn mọi người. Mày xuống lại nè. Để ăn à. Mày ui đây có hàng em ơi. Dạ. Lại đây câu nè, lấy cây cục của em á, lại đây câu đã lắm. Lên nha mọi người. Trời trời nó ngớp quá trời ngớp luôn. Hồi sớm mình đi hái tới chuối cũng không thấy nữa, mà cá cũng gì vừa không mà chứ không có cá bự đâu. Này cá nè, đục như điên vậy đó. Ừ? Được ba mẹ nuôi bao nhiêu năm rồi? 6 năm rồi. 6 năm rồi hả? Ừ. Mà sao cũng còn lì. Nó nghèo rồi. Có thương cho mẹ không? Trời 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 trời. Trời ơi, hổ chinh dính cái gô kìa. Đã. Lấy thùng cho mẹ chú. Ghê trời. Gãy qua cho anh miếng ra. Đi dốc, đó, đưa, đi qua đưa. Hồi sớm này câu đây dính được mấy con rồi mọi người. Bây giờ Thái sẽ đi lần kia câu nha. Thấy bên đó nó ngớp quá trời ngớp luôn. Trinh thì Trinh ngồi, em ngồi câu đây nha. Kéo rồi mọi người. Nó kéo kéo. Kéo. Dính cá bự cà chua ơi. Em tiếp theo nha mọi người. Nè kéo nè. Cái gô tà bá lửa luôn mọi người. Rồi ok bây giờ để thấy thả nha mọi người. Trời trời Trinh dính thêm con kìa. Rồi. Cá bự không? Kéo
ơi 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 mánh lên kéo vào. Mày rồi em ơi, quá nhanh quá nguy hiểm em ơi, người cá chốc ra em chi nãy giờ nó ghẻ hoài luôn á nè. Anh dính con mắt đó mà sao mày móc vô vậy? Ừ không dính luôn con mắt á, em mở ra giùm anh đi, đâu có trong gì mà trời ơi ngủ vậy. Ồ con cá chốt cầm lên ngay, trời ơi cá chốt nào mọi người, cá chốt trâu. Ủa cá chốt sọc, cá chốt giấy phải không, cá chốt sọc, cái sọc kiên nữa hả? Cà chua, cái trường té nó cắm đậu cà chua. Quải. Quải nó muốn ấy luôn á. Ok mọi người nghe, cái lỗ này mới vừa câu được mấy con cá nè mọi người. Bây giờ thấy Trinh sẽ lợn kia nha, tại chỗ này cá nhỏ mọi người. Nó ghẻ không à. Để mở ra được nhiêu à. Quá trời mệt không mọi người, nó chuyện hết nổi luôn mọi người ơi. Nè. Ô được cũng nhiều quá chứ. Đây được ngay bằng kia luôn em. Cái chốt này, cái gô nè. Nhiều. Wow, ok. Như đây ngon rồi đó. Cái này cây gì em? Cây mua. Cây mua hả? Cho nó nhìn giống như cái trái sim đúng không? Nè trái nè. Nè trái này chín nè. Ăn ngon không? Ăn thử đi. Thôi nó ăn đâu, em ăn đi. Nó ăn thử. Nói gì chưa ăn hả? Rồi, thấy là ngon không? Không? Giống cái cá vậy đó. Nghe không? Ừ. Thử rồi. Thôi đúng em. Đem lên cho bé ăn rồi. Cái này nó hơi đáng đáng. Thử rồi. Rồi xuống hái nó đi. Ngon không? Thôi lên đi quý. Mệt chứ cà chó. Nay điêu cái chà mệt không? Nay dầm nắng nguyên ngày luôn. Dễ lắm. Dạ bao nhiêu cây chắc đủ ăn rồi. Về đó. Rồi đổ này kìa, đổ này. Mệt rồi. Quá trời mệt. Hello mọi người nghe, hiện tại thì bây giờ cũng đã chiều nha mọi người. Sớm này câu dài theo con đường này nè mọi người. Mà do chắc này nước nó cạn quá trời cạn luôn rồi, cá nó hết ăn rồi. Hồi sớm này thì thấy Trinh với bé cà chua thì ăn cơm nướng cá tại đây nha. Thì hồi sớm này tiễn được mấy con cá bự ra nướng, giờ câu là được thêm mấy con nè mọi người. Giờ thấy Trinh sẽ đổ ra cho mọi người xem coi thành quả hôm nay dính được nhiêu con nha. Phải em đổ nước bớt đi. Hồi sớm này dính hết mớ rồi, rồi bắt mấy con cá bự ăn rồi. Bây giờ còn mấy con cá sau này nè mọi người. Quá trời mệt luôn mọi người ơi. Hay là bữa nay mình có nấu đồ ăn cơm hay không? Chứ không có nấu đồ ăn hay là mệt mỏi à. Rồi ok, đây là thành quả của một buổi trưa mọi người. Buổi trưa. Rồi ok, đây là thành quả của một buổi câu cá nha mọi người. Sớm này tiễn hết mấy con cá bự rồi. Giờ dính mấy con, dính giấc trưa này thì dính được mấy con nè. Ồ, cá he nè mọi người. Để cho con một con cá nhỏ, một con cá nhỏ. Ồ, cá gô. Em quay này cá sáng nè. Đó, dính nhóc cái chân luôn á, chụp bộ. Con cá he nữa rồi. Được rồi. Con cá gô bự của em câu nãy nó đâu? Nè. Con này thì nữa. Con nó giật chất liệt tay cho hả? Ừ. Rồi, cá he. Nè, cá chốt. Cá chốt của con nãy, chốt này nãy anh câu phải không? Ừ. Chốt này kêu chốt sọc nha mọi người. Chốt sọc. Thôi con đừng bắt. Rồi. Rồi ok, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Thái nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chào chú, bye bye mọi người đi. Bye bye.